Em buông tôi ra coi. Đừng có bỏ anh mà em. Bỏ cái gì, tôi bỏ là vừa rồi còn gì nữa. Nói chung dù sao đi nữa mình cũng quen nhau 5 năm nay em. Đừng bỏ anh mà. Chia tay đi anh ơi. Mà lý do quen... gì, lý do gì em chia tay anh? Quen với anh hả? Tối ngày không có 1.000 trong túi nữa. Tại anh nghèo quá. Đi đâu mất em trả tiền hết trơn. Uống nước cũng trả tiền ha. Rồi ăn cũng trả tiền. Tới nỗi đi vô trọng gửi xe có 2.000 à. Anh cũng bắt tôi trả tiền nữa. Quen gì nữa. Tôi không có muốn quen anh nữa, chia tay. Em đừng bỏ anh mà em. Đừng có bỏ anh mà. Anh đang nghèo tôi. Đào tôi buông tôi ra. Trời ơi trời. Chị đâu mà quen với chị cái năm nay. Chị đâu giờ tôi chia tay trời. Nhật rồi đi đâu sáng giờ vậy, không có lo phụ ba chăm sóc ba kể gì hết trơn kìa. Tết tiếp cho nơi rồi. Ủa là anh khóc vậy Nhật? Mày làm gì mày khóc vậy? Con mù quá chú ơi. Gì mù mày? Sáng mấy thằng vui mà ra bố. Mới đi chơi với con ghệ. Quen nó năm trời. Nó chia tay con luôn rồi. Mày làm sao nó chia tay với mày? Nó nói còn nghèo, đi chơi mỗi lần đi chơi uống nước vậy nó không có tiền trả. Chị đại con luôn rồi, mà còn thương nó quá à. Phải mẹ ơi. Gì phải mà, phải mà, vậy? Mà mày đi chơi với gái rồi mày không chịu ga lăng gì hết trơn rồi sao nó thương mày? Là sao chú ba? Mày phải ga lăng với nó mới được. Mày để sao được, chị đại bỏ rồi phải rồi bé. Giờ là quen với gái rồi mình phải ga lăng hả chú ba? Tao nè, 10 năm cô gái. Rồi, con cảm ơn chú ba nhiều cả chú ba. Đây tao chỉ nè. Dạ. Bây giờ là mày hẹn đi. Dạ. Xin lỗi đi. Nó anh biết lỗi rồi, mốt anh ra lăng cho. Rồi rồi, là ra lăng cho nó phải không chứ? Phải ra lăng cho tao. Dạ dạ, để con đi, để con đẩy con xin lỗi nó cái. Ừ. Dạ dạ. Ai điện nó không biết nữa. Cái ông nội này. Chia tay mà điện hoài vậy trời. Mấy phiền gì vậy? Alo. Alo, em hả em? Chia tay rồi mà điện gì hoài vậy anh? Nè em, bữa nay nè em rảnh không, anh hẹn em quán nước chỗ cũ được không? Anh xin lỗi em mà. Hẹn hoài xin lỗi hoài cũng mới trang vậy anh ơi. Nói chung kỳ này anh có rút kinh nghiệm rồi em, anh bảo đảm với em anh làm kỳ này là em thương anh luôn. Rồi được rồi, bữa nay tôi cho anh một cơ hội cuối cùng đó. Rồi rồi quán cũ nha em. Rồi rồi, ok ok. Hẹn hẹn cho cố vô, giờ này chưa tới nữa. Em đợi anh lâu không nè? Tôi kêu ly nước thì tôi hết trơn, ly nước rồi anh mới tới. Anh không cảm được sao, anh nói công chuyện. Công chuyện anh tối ngày không biết chừng nào mới xong. Mà bây giờ anh nói chung với em nè, ngày này nói chuyện, ngày này sắp tới là em không bao giờ em bỏ anh được luôn. Rồi bữa nay làm cái gì? Bây giờ nè, chú ba anh nói chỉ rồi, chiều chuộng người yêu như thế nào, anh biết cách rồi. Trời. Thiệt không? Nói chung là em yên tâm đi, bữa nay nó hẹn cho em là em hứa anh liền luôn. Vậy thì anh hứa anh giữ lời nha. Rồi. Nói chung á là chú ba chỉ anh cách như vậy nè, để anh làm cho em coi nha. Anh đi lấy quà cho em phải không? Em đợi đi, tại đây sắp tới là em yêu anh liền. Em yên tâm em đợi đi. Đúng rồi, vậy nè. Cái gì vậy? Đúng rồi. Ồ, đúng rồi. Cái gì ông cô nội? Trời đất ơi, tôi tưởng đi lấy quà cho tôi làm gì vậy cha? Ủa, anh lăn thì chưa đủ rồi. Được rồi, anh lăn cường rồi. Ủa, vậy vậy được chưa em? Mời để. Mời để. Bữa nay anh biết là thế nào, em không bao giờ bỏ anh được. Ừ, anh đúng không? Thương hả? Tôi cái con khỉ. Được rồi, chia tay đi. Còn đây về sao nha, đừng có bao giờ điện thoại cho tôi nữa nha. Tôi chặn số, xóa anh hết. Chia tay. Ừ, chia tay em. Em, đừng bỏ anh, làm gì chia tay. Buông tôi ra. Đó, anh lăn rồi đã đi. Cái gì vậy? Ủa, chú ba anh chỉ là ga lăn mình, ga lăn nhảy giờ lăn tới luôn luôn rồi làm gì bỏ anh. Em, anh làm đúng rồi.